tập 1.2. Kiểm tra lần lượt 4 sản phẩm, mỗi sản phẩm thuộc hai loại chính phẩm hoặc phê phẩm. Đặt AK là sản phẩm được kiểm tra, lần thứ K là phế phẩm. K bằng 1, 2, 3, 4. Hãy biểu diễn các biến cố sau đây qua các biến cố AK. Câu A là cả 4 sản phẩm đều là phế phẩm. Thì các em lưu ý là nó ghi AK ở đây á. Ghi AK ở đây có nghĩa là gì? K chạy từ 1 đến 4 thì có nghĩa đây mình sẽ có 4 biến cố, tức là biến cố A1 nè, A2, A3, A4. Thay vì ghi viết 4 biến cố thì người ta sẽ viết như thế này, tức là AK và K chạy từ 1 đến 4. Thì A1 có nghĩa là gì? Sản phẩm kiểm tra lần thứ nhất là phế phẩm, và A2 có nghĩa là sản phẩm kiểm tra lần thứ hai là phế phẩm, vân vân. Thì ở đây cái câu A của mình á thì mình sẽ viết thế nào? Thì cả 4 sản phẩm đều là phế phẩm nha. Tức là mình sẽ viết là A1, A2, A3, A4, mình viết liền luôn. Đấy. Thì cái câu A là thế này. Còn cả 4 sản phẩm đều là chính phẩm. Thì chính phẩm thì nó là không phải phế phẩm nha. Chính phẩm thì nó không phải phế phẩm, thì mình sẽ viết ngược lại là A1. Tức là sản phẩm kiểm tra lần thứ nhất không phải là phế phẩm, tức là nó là chính phẩm nè. Và A2, A2 ngang, A3 ngang, A4 ngang. Đấy. Thì đối với câu B thì mình sẽ chỉ viết như thế này thôi. Còn câu C là có ít nhất một sản phẩm là phế phẩm, tức là chỉ có một trong 4 biến cố này xảy ra thôi, đúng chưa? Chỉ có một trong 4 biến cố này xảy ra thôi, cho nên là ở câu C đó thì em chỉ biết là A1 hợp với A2, dấu này là dấu hợp nha. Thì dấu hợp mình có thể thay bằng dấu cộng được. A2 cộng A3 cộng A4. Đấy. Còn đối với câu C thì chỉ có một chính phẩm, tức là cả 3 đều phế phẩm hết, đúng không? Đó, thì câu D mình sẽ viết như thế này. Tức là A1, A2, A3, A4. Thì khi mình viết thế này thì ở đây nó cả 4 sản phẩm đều là phế phẩm nè. Đấy, vì không có chính phẩm nào, vì thì chính phẩm là mình sẽ gạch đầu một cái thì nó trở thành chính phẩm. Đấy, tức là nó không phải phế phẩm. Đấy, nhưng mà cái chính phẩm này nó có thể gơ vào cái sản phẩm kiểm tra lần thứ hai, cho nên mình sẽ ghi thêm trường hợp thứ hai, tức là A1, A2, A3, A4. Và cái chính phẩm nó gơ vào kiểm tra lần thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba nó là gì? A1, A2, A3, A4. Và cái chính phẩm nó gơ vào cái lần kiểm tra thứ ba. Và còn một cái lần, một trường hợp nữa, tức là chính phẩm nó gơ vào lần kiểm tra thứ tư. Đấy. Thì ở câu D thì nó hơi phức tạp hơn, cái biến cố nó phức tạp hơn các em. Đấy. Thì ở đây là thầy hướng dẫn câu 1.2.